Xin giới thiệu với bà con, đây là gà rừng nuôi tại vườn. Đây là cây mít. Cây mít này cao độ khoảng 5 đến 7 mét. Hiện tại bà con dễ dàng thấy con gà rừng nó đang ngủ trên cây. Trời đã nhá nhem tối hơn, gà nó về ngủ. Đây nha, gốc cây nha, gốc cây nha. Nó đang ngủ ở cái độ cao được khoảng 5 mét. Mình có thể lại gần hơn để xem. Mà hơi tối. Mình có thể zoom máy lại gần để xem. Đó. Chú gà rừng này rất là to. Đó. Lông rất đẹp. Nó thấy động là nó kêu. Đây cây mít này. Cây mít này. Cây mít rất là cao chứ không phải không. Cây mít rất cao. Giống gà này ăn thịt được rất là ngon. Hai đùi và cánh nó thì cực kỳ chắc luôn, bởi vì hàng ngày nó bay nhảy. Bà con có thích mình rung để cho nó bay không? Thử động. Đây. Nó lại chuyển sang cảnh khác nhé. Đây. Thấy không? Thấy không? Đó. Đấy, chuyển sang cảnh khác. Đấy, nó bay. Thấy chưa? Các con thấy nó bay chưa? Đấy. Nó lại chuẩn bị lên rừng đấy. Xin cảm ơn bà con đã xem.